Soi kèo Man City với Arsenal ngày 27 tháng 4, nhà vua lộ diện. Đại thắng trước Sheffield United vào cuối tuần vừa qua đã giúp cho Man City tiến đến rất gần với danh hiệu đầu tiên của mình ở mùa giải này. Đó là việc họ sẽ bước vào trận thư hùng với gã hàng xóm Man United ở trận chung kết FA Cup vào đầu tháng 6 tới đây. Tuy nhiên, chúng ta phải mất hơn một tháng nữa để chứng kiến điều đó, trong khi chỉ cần giành chiến thắng trước Arsenal trong trận quyết chiến vào giữa tuần này tại vòng 33 ngoại hạng Anh, thì gần như ngôi vương ở giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh sẽ tiếp tục gọi tên thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola. Cần biết ở thời điểm này, Man City đang tạm đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 70 điểm. Họ đang kém ngôi đầu của Arsenal 5 điểm, nhưng thi đấu ít hơn đến 2 vòng đấu. Đó là chưa kể với trận đối đầu trực tiếp không khác gì trận cầu 6 điểm, thì cơ hội để Man City đòi lại vị trí vốn có của mình sẽ nhanh chóng hơn bao giờ hết. Với mệnh lệnh bắt buộc phải thắng để sớm đòi lại ngôi vương, thì gần như với việc chỉ phải chấp Arsenal một trái trong trận đấu này sẽ không phải là mức chấp quá sâu đối với The Citizen. Cần biết tính đến thời điểm này, Man City đang có cho mình phong độ vô cùng thăng hoa với 16 trận liên tiếp bất bại trên mọi mặt trận. Trong đó, họ có đến 13 chiến thắng và chỉ để hòa 3 trận trên đất khách. Qua đó đủ để thấy thánh địa Etihad vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần dành cho Man City. Khi mà thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn đang giữ được cho mình 12 trận toàn thắng khi được thi đấu trên sân nhà. Vì vậy, như đã nói với kèo chấp chỉ ở mức một trái, thì chúng ta sẽ không mất quá nhiều thời gian để tìm ra cái tên uy tín hơn trong trận đấu này. Đừng quên, trong 6 lần chạm mặt với Arsenal gần nhất, thì Man City đã có đến 5 trận thắng kèo trước Arsenal, còn lại một trận cũng không để thua kèo với một kết quả hòa. Phía bên kia sân, đội bóng của huấn luyện viên Mikel Arteta vừa trải qua trận hòa thứ 3 liên tiếp tại ngoại hạng Anh. Điều này đã khiến cho cơ hội bước lên đỉnh vinh quang sau gần 2 thập kỷ của Arsenal đang dần vụt khỏi tầm tay họ, và chỉ có chiến thắng trước Man City ở trận quyết chiến này mới thắp sáng lại hy vọng dành cho pháo thủ thành London mà thôi. Một điều không phải dễ đối với đội bóng thủ đô, khi mà ngay lúc này hàng phòng ngự của họ đang thi đấu rất tệ. Cụ thể, trong trận đấu gần nhất với Southampton, thì Arsenal đã để cho đội bóng vẫn đang đứng dưới đáy bảng xếp hạng dẫn trước với tỷ số 1-3 và phải thi đấu chật vật đến những phút cuối cùng với có 2 bàn thắng để cầm hòa được đối thủ. Đó là chưa kể chỉ trong 10 trận đấu gần nhất thì thủ thành Ramsdale đã phải vào lưới nhặt bóng đến 14 lần. Số bàn thua này chiếm gần sấp xỉ tổng số bàn thua mà Arsenal phải nhận lấy kể từ đầu mùa giải cho đến giờ. Rõ ràng, không có quá nhiều điểm sáng cho thấy pháo thủ sẽ tạo nên bất ngờ trong trận đấu này nếu như hàng thủ cứ tiếp tục thi đấu tệ hại như vậy. Đó là chưa kể đến việc vì sao người ta vẫn hay nói Mikel Arteta vẫn chỉ là người học việc so với Pep Guardiola, bởi kể từ khi ngồi vào chiếc ghế nóng tại Emirates mùa giải 2020-2021 cho đến nay, Mikel Arteta chỉ mới có đúng một chiến thắng trong lần chạm mặt lần đầu tiên với Pep vào tháng 7 năm 2020. Còn kể từ đó cho đến nay, Arsenal dưới thời của Mikel Arteta đã trải qua 7 trận liên tiếp toàn thua trước Man City. Soi tỷ lệ tài xỉu Man City với Arsenal, 3 điểm vẫn chưa phải là kết quả duy nhất mà cả hai đội bóng hướng đến, bởi trong trường hợp Man City và Arsenal bằng điểm khi vòng đấu thứ 38 kết thúc, thì hiệu số bàn thắng sẽ là mấu chốt để quyết định ai sẽ là đội bóng xếp trên. Vì vậy, đối với Arsenal, thì có lẽ một chiến thắng sẽ là kết quả thiết yếu. Còn riêng Man City, họ cần một chiến thắng hủy diệt đối thủ để chứng minh cho pháo thủ thấy ai mới là chân mệnh thiên tử tại ngoại hạng Anh mùa này. Vì vậy, mặc dù tỷ lệ tài xỉu đang ở mức khá cao với tỷ lệ 3 trái hòa, nhưng đây vẫn là trận đấu có khả năng rất lớn sẽ có từ ít nhất 3 bàn trở lên. Vì vậy, giới mộ điệu có thể vào tài 3 trái ngay từ đầu, hoặc có thể vào kèo 2 trái rưỡi 3 trái nếu như vẫn chưa yên tâm lắm. Nhìn lại 4 lần chạm mặt nhau gần nhất giữa hai đội, thì trong đó chỉ có đúng một trận duy nhất kết thúc với một bàn thắng, còn lại 3 trận thì không có trận nào có ít hơn 3 bàn. Đó là chưa nói hàng công của Man City đang có hiệu suất ghi bàn vô cùng khủng khiếp, với 34 bàn thắng sau 10 trận đấu gần nhất, trung bình mỗi trận The Citizen ghi hơn 3 bàn mỗi trận. Soi tỷ lệ phạt góc Man City với Arsenal. Với lợi thế sân nhà, thì gần như Man City sẽ là đội bóng nhập cuộc chủ động hoàn toàn so với Arsenal. Vì vậy, cơ hội để Man City mang về nhiều tình huống phạt góc hơn, cũng như giành chiến thắng ở kèo chấp 3 góc, không phải là không có cơ sở. Cần biết, Man City chỉ để thua kèo góc đúng một trận duy nhất trong 5 trận đấu gần nhất, còn lại họ thắng cả 4 trận và trong đó không có trận nào thắng với cách biệt ít hơn 3 quả góc. Trong khi đó, Arsenal chỉ thắng kèo góc đúng một trận duy nhất sau số trận tương tự, còn lại họ để thua kèo góc đến 4 trận. Và trận đấu này hoàn toàn có thể về tài ở tỷ lệ tài xỉu góc 9 trái rưỡi. Đội hình ra sân dự kiến Man City với Arsenal. Thành tích gần đây Man City với Arsenal.
thành tích đối đầu Man City với Arsenal. Dự đoán kết quả Man City với Arsenal. Dự đoán tỷ số 3-1. Dự đoán tỷ lệ châu Á, Man City chấp 1 trái. Dự đoán tỷ lệ tài xỉu, tài 3 trái hòa. Dự đoán tỷ lệ phạt góc, tài góc 9 trái rưỡi, Man City chấp 3 trái góc.